Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến video của FBI Entertainment. Và trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn thu âm giọng đọc podcast cũng như là edit giọng đọc của mình, làm sao giọng đọc của mình tốt nhất trên phần mềm Premiere. Vấn đề đầu tiên mà mình muốn đề cập đến đó chính là việc chọn microphone. Có rất nhiều loại microphone trên thị trường, ví dụ như là condenser, Respond, rồi Dynamic. Thì thông thường đối với những các buổi podcast thì mọi người sẽ sử dụng mic Dynamic hoặc là mic Respond. Bởi đơn giản là mic Dynamic và mic Respond có độ lì với không gian, độ lì với âm thanh nhiều hơn, nên cho chất âm trở lên mịn màng, đồng đều hơn so với các loại mic condenser thông thường. Vấn đề thứ hai đó chính là vấn đề liên quan đến giá đỡ hoặc là chân mic. Thông thường mọi người sẽ sử dụng các loại giá đỡ hoặc chân mic đặt ngay trên bàn. Việc này sẽ không tốt bởi vì khi chúng ta động vào bàn cũng như là tác động vào các cái bàn phím thì nó sẽ tạo ra tiếng ồn và nó bị ghi lẫn vào âm thanh của chúng ta khi chúng ta thu. Bởi vậy là chúng ta luôn luôn sử dụng một cái chân mic riêng và đặt ở bên ngoài bàn, việc này sẽ tốt hơn. Vấn đề thứ ba là chúng ta cần có một cái pop filter. Cái pop filter ngoài việc là tránh tiếng bật, tiếng hơi thở của chúng ta vào microphone, chúng còn giúp định hình âm thanh tần số cao, giúp cho tần số cao của chúng ta sẽ không xuất hiện nhiều các vết cứa hoặc những phần tiếng nước bọt lẹp chẹp. Đôi khi là gắn pop filter vào trong chân mic thì nó hơi bị lỏng lẻo và thỉnh thoảng nó sẽ bị tuột ra. Vì thế có cái tip trick cho bạn đó chính là bạn sử dụng một cái băng dính đen, bạn quấn quanh cái khu vực kết nối giữa pop filter của bạn và chân mic. Lúc này thì cái pop filter của bạn sẽ không bị lỏng lẻo nữa. Vấn đề cái lưu tâm cuối cùng đó chính là hướng đặt mic. Khi chúng ta thu âm mà hướng đặt đích vặt vuông góc với cả microphone, đôi khi là nó sẽ tạo ra tiếng bật một cách rõ ràng và giọng của chúng ta sẽ không được thoáng. Vì thế là chúng ta cần phải nghiêng cái mic đi. Bạn có thể trải nghiệm rất nhiều các góc độ nghiêng khác nhau, ví dụ như là đặt ở góc cạnh, đặt ở góc đỉnh hoặc đặt ở góc bên, miễn làm sao cho âm thanh của bạn nghe trở nên thoáng và tự nhiên nhất. Khi chúng ta sử dụng phần mềm Premiere để chúng ta thu âm cũng như là edit âm thanh thì chúng ta cần quan tâm đó chính là phần kết nối âm thanh. Tất nhiên là kết nối âm thanh mặc định của nó khá là tốt, nhưng có một số vấn đề các bạn cần lưu tâm sau đây. Bạn vào mục Presency và chọn phần Audio Hardway. Audio Hardway chính là phần kết nối tín hiệu âm thanh của bạn với các thiết bị kết nối bên ngoài. Bạn để ý mục Device Class. Trong mục Device Class sẽ có MME và ASIO. MME chính là driver có sẵn của microphone, và tất nhiên là microphone thì lúc nào nó cũng phốt và nó không được tốt lắm. Chính vì thế nếu các bạn đang sở hữu một cái sao cạc riêng thì bạn hãy lựa chọn sang phần ASIO, bởi vì các sao cạc riêng hỗ trợ ASIO sẽ cho âm thanh tốt hơn. Tuy nhiên là khi chúng ta sử dụng ASIO thì đôi khi nó sẽ không tương thích với âm thanh tổng thể của máy tính của chúng ta. Bởi vậy là một số trường hợp nó sẽ bị lỗi với âm thanh hoặc là bị mất tiếng bên ngoài. Chính vì thế là các bạn hãy lựa chọn giữa việc là MME hoặc là ASIO, mọi thứ đều ổn. Tuy nhiên là MME chất lượng âm thanh nó sẽ hơi bị không tốt một chí, nó hơi phốt. Dù bạn chọn phương án nào thì điều bạn cần quan tâm đó chính là thông số latency, hay còn gọi là thông số buffer size. Khi latency có thời gian càng lớn thì máy tính của bạn sẽ tính toán càng nhiều, chất lượng chi tiết của âm thanh của bạn càng tốt khi chúng ta tiến hành edit. Và khi chúng ta chọn càng nhỏ thì tất nhiên là chất lượng khi chúng ta edit nó sẽ bị kém đi. Dù bạn chọn ở mức độ nào thì khi chúng ta export thì chất lượng âm thanh đều như nhau hết. Tuy nhiên là khi chúng ta edit sẽ cảm nhận khác nhau. Rồi default input và default output chính là nhập tín hiệu đầu vào và nhập tín hiệu đầu ra. Ở đây là mình sẽ chọn thiết bị của mình là sao cạc nhé. Thì nó là con Steamboat UR24C. Rồi bây giờ chúng ta chuyển sang chế độ ISO. Ví dụ như bạn có sao cạc thì bạn sẽ chuyển sang chế độ ISO thì nó sẽ edit và âm thanh sẽ tốt hơn. Trong chế độ ISO này thì bạn sẽ chuyển sang cái driver là driver cái cạc âm thanh của bạn. Ví dụ ở đây của mình là Yamaha Steamboat. Và tương tự như thế sẽ có buffer size này, sẽ có sample rate. Thì thông thường là sample rate các bạn hãy để là 48 thôi. Đó. Như thế này là ok rồi. Trong phần setting này nhá, bạn hãy chú ý là tất cả các driver đều có cái control panel setting. Và ở trong này bạn có thể điều chỉnh cái buffer size của nó. Ở đây, đó. Thông số buffer size thì là cũng giống như latency thôi. Nó càng nhiều thì nó tính toán càng tốt. Tất nhiên là tính toán khi mình edit thì nghe âm thanh tốt hơn. Còn xuất ra thì nó như nhau hết. Rồi vấn đề xảy ra đó chính là khi chúng ta thu âm ý, thường thường là sẽ phát lại cái phần âm thanh của giọng chúng ta ra loa thì đôi khi nó hơi khó chịu. Thì lúc này chúng ta sẽ tắt chế độ playback bằng cách là bạn vào phần audio này và bạn chọn phần New Input Ducking Timeline Records ở đây. Lúc này thì khi chúng ta thu âm thì nó sẽ không phát lại âm thanh giọng nói của bạn trên loa nữa. Lúc này chúng ta sẽ bớt sự khó chịu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay ra chúng ta thu âm. Thông thường khi thu âm mình sẽ chọn nút solo track, tức là chỉ phát âm thanh trên cái track mà mình thu âm mà thôi, để tránh những phần âm thanh khác lọt vào gây khó chịu và mất tập trung. Rồi mình sẽ ấn vào nút là Voice Over Records để mình tiến hành thu âm. Và lúc này trên màn hình bạn sẽ nhìn thấy là chữ đếm 3, 2, 1 và bắt đầu chúng ta thu âm từ thời điểm đó. Sau khi bạn thu âm xong, bạn lại kích lại lần nữa vào cái hình cái microphone, lúc này bạn sẽ ngừng thu âm. Thông thường khi các bạn thu âm, bạn sẽ thu âm được một track về mono như thế này, nó nằm ở một chiều. Và thứ hai có mức âm lượng khá là nhỏ. Chính vì khi chúng ta thu âm với mức âm lượng nhỏ nên các bạn có thể nhìn thấy phần noise nền nó rất là lớn như thế này. Chính vì thế khi các bạn thu âm, các bạn cố gắng là căn mức âm lượng làm sao lớn nhất có thể bằng nút gain ở trên audio interface của bạn.
Nhưng nếu bạn thu ra với mức âm lượng nhỏ như thế này thì bạn hãy mở chuột phải phần audio của bạn, bạn chọn chế độ là Audio Gain. Ở trong mục Audio Gain, bạn sẽ có phần Nolenzeit Mark Peak 2 hoặc là Nolenzeit O-Peak 2 với 0 dB. Khi bạn lựa chọn các mục này, phần audio của bạn sẽ tự động gain âm lượng lên mức 0 dB, lúc này là kịch ngưỡng. Để âm thanh của bạn không bị một chiều, bạn hãy mở chuột phải chọn phần Audio Channel. Trong phần Audio Channel, nó sẽ hiện hai kênh trái phải và lúc này bạn đưa tất cả sang kênh trái hoặc đưa tất cả sang kênh phải. Lúc này âm thanh của bạn sẽ có hai chiều và là âm thanh mono, đơn âm. FV2 là một công cụ xử lý động lực học nhằm kiểm soát mức âm lượng cấp thấp và mức âm lượng cấp cao. Khi bạn thu âm sẽ có những tiếng noise, tiếng hum hoặc tiếng reverb, lúc này bạn sẽ khử nó đi. Bạn vào phần Audio Effect, ở trong mục Audio Effect này sẽ có phần Noise Reduction và Resonation. Ở trong này sẽ có phần de-hum, de-noise và de-reverb. Bây giờ chúng ta muốn xóa phần âm thanh nền, tiếng noise nền ở bên ngoài thì chúng ta sẽ chọn là de-noise. Bạn hãy kéo thả vào âm thanh của bạn. Bạn chọn mục Edit, âm màu xác định lượng tính toán khử noise của bạn và tất nhiên là đặt càng nhiều thì khử noise càng nhiều, tuy nhiên là âm thanh của bạn sẽ bị méo đi, vì thế là mình đề xuất các bạn chỉ đặt ở mức độ vừa phải thôi. Điều quan trọng nhất đó chính là bạn hãy lựa chọn Processing Focus, tức là cái tần số mà bạn muốn tính toán. Tất nhiên ở mỗi khu vực tần số tính toán khác nhau, nó sẽ tác động lên cái giải tần số khác nhau và thông thường là chúng ta muốn là Focus nó ở phần low và phần high thôi. Chính vì thế bạn hãy lựa chọn vùng Focus on Low and High Frequency. Sau đó bạn điều chỉnh âm mau để cho phần âm thanh của bạn lược bỏ đi tất cả những tiếng ồn mà bạn cảm thấy không cần thiết. Nén và mở rộng. Đối với âm thanh cấp thấp, đôi khi bạn thu âm sẽ có tiếng vang từ phòng. Lúc này chúng ta sẽ sử dụng công cụ Reverb để chúng ta khử những tiếng vang đến từ trong phòng. Và tương tự như với phần Denoise, nó sẽ có phần là tập trung vào giải tần số nào và lượng tác động là bao nhiêu. Và lúc này chúng ta cũng cân đối tỷ lệ như vừa nãy. Trên màn hình hiển thị bạn sẽ thấy có hai vùng giao nhau cũng giống như trên Denoise. Các vùng giao nhau này chính là các vùng mà âm thanh sẽ bị xử lý, tức là phần âm thanh reverb nó được sinh ra. Và lúc này chúng ta sẽ processing focus làm sao cho phù hợp. Khiến âm thanh có mức âm lượng cấp thấp và mức âm lượng cấp cao trở nên đồng đều hơn. Nói cách khác, nhờ việc đặt ngưỡng thông qua hai cần gạt mức âm cao và thấp giúp âm thanh được nén và mở rộng. Đối với khi bạn thu âm sẽ có những tiếng click chuột và những tiếng nổ tí tách thì bạn sẽ sử dụng cái chức năng là Automatic Click Remove để chúng ta có thể xóa bỏ những tiếng click chuột đi. Để đơn giản bạn có thể sử dụng preset cho chúng. Ở đây mình sẽ chọn chế độ là Light Reduction để xử lý nhẹ thôi. Còn nếu mà tiếng của bạn nó khá là nặng, bạn hãy chọn phần Heavy. Epica Entertainment, và ở trong video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái plugin, đó chính là MV2 của hãng Wave Plugin. Trong các buổi podcast của các bạn sẽ có những phần âm thanh có mức âm lượng không đồng đều, và để làm âm thanh trở nên đồng đều hơn và rõ ràng hơn, bạn hãy chọn công cụ nén compressor, single band compressor. Trong single band compressor này, trong phần reset bạn sẽ thấy có rất nhiều các cái preset tương ứng với các giọng đọc. Thông thường để tự chỉnh thì mình sẽ chọn mục là Big One Limiter, sau đó thì mình sẽ edit từ đó. Chào mừng các bạn về video của Epica Entertainment, và ở trong video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái plugin, đó chính là MV2 của hãng Wave Plugin. Epica Entertainment, và ở trong video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái plugin, đó chính là MV2 của hãng Wave Plugin. Bạn có thể nghe thấy rằng là âm thanh nó hơi bị vỡ tiếng một tí, lúc này là âm thanh nó bị vượt ngưỡng quá nhiều. Bạn cần quan tâm thông số, đó chính là output gain. Bạn hãy giảm nó xuống để âm thanh nó không bị báo đỏ ở trên vạch báo master nữa. MV2 là một công cụ xử lý động lực học nhằm kiểm soát mức âm lượng cấp thấp và mức âm lượng cấp cao thông qua việc xử lý nén mở rộng. Lúc này bạn thấy là âm thanh của mình nó hơi bị ngộp một chút bởi vì nó bị nén quá nhiều. Bây giờ bạn hãy điều chỉnh thông số Raito thấp xuống. Thông thường thông số Raito này bạn hãy để khoảng tầm 4, 5, 6 làm sao cho âm thanh của bạn nghe được tự nhiên nhất. Nếu bạn muốn âm thanh trở nên ngộp hơn, bạn hãy tăng nhiều hơn. MV2 là một công cụ xử lý động lực học nhằm kiểm soát mức âm lượng cấp thấp và mức âm lượng cấp cao thông qua việc xử lý nén mở rộng. Bây giờ mình muốn âm thanh của mình trở nên rõ ràng hơn, trở nên sáng hơn và trở nên sống động hơn, mình sẽ sử dụng EQ để cân bằng lại âm thanh của mình, để nghe âm thanh của mình nghe trở nên sạch nhất. Ở đây mình sẽ sử dụng công cụ, đó chính là Parametric Equalizer. Công việc đầu tiên khi chúng ta sử dụng EQ đó chính là chúng ta sử dụng nút High Pass để chúng ta loại bỏ tất cả phần âm thanh phần trầm đi. Với thông số Frequency bạn có thể để 30 như mình hoặc là để 40 như mặc định, đều rất ok. Công cụ xử lý động lực học nhằm kiểm soát mức âm lượng cấp thấp và mức bạn hãy nghe thấy rằng âm thanh có một chút tiếng ồn cấp thấp, vì thế chúng ta sẽ sử dụng EQ và chúng ta sẽ dò tiếng ồn này bằng cách là bạn hãy đẩy một điểm lên, sau đó là đưa qua các phần mà bạn cảm thấy nghi ngờ đó là phần gây ra tiếng ồn đó. Khi nào bạn cảm thấy tiếng ồn nó lớn nhất, lúc này bạn hãy giảm xuống và hãy giảm ở mức vừa phải, lúc này tiếng âm thanh của bạn sẽ sạch hơn. Thông qua việc xử lý nén mở rộng, mục đích của MV2 đó chính là khiến âm thanh có mức âm lượng cấp thấp và mức âm lượng cấp cao.
về video của Epic Eye Entertainment và ở trong video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái plugin, đó chính là MV2 của hãng Wave Plugin. Tương tự với kênh này, bạn cũng có thể tìm ra được một vài điểm nữa ở phần cấp thấp mà bạn cảm thấy âm thanh khá bị ồn. Entertainment và ở trong video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái plugin, đó chính là MV2 của hãng. Bạn sẽ nghe thấy rằng là giọng đọc của mình nó có tiếng hộp và tiếng bóc xì, nghe giống như trong cái hộp ấy, thì lúc này bạn sẽ giảm âm thanh trong khoảng từ 300 đến 700 Hz và phương pháp dò thì cũng như ở trên. Mục đích của MV2 đó chính là khiến âm thanh có bước âm lượng cấp thấp và mức âm lượng cấp cao trở lên đồng đều hơn. Bạn có thể nghe thấy rằng là nó không quá nhiều nhưng vẫn có. Vì thế chúng ta giảm ít thôi. Entertainment và ở trong video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái plugin, đó chính là MV2 của hãng Wave Plugin. MV2 là một công cụ xử lý động lực học nhằm kiểm soát mức âm lượng cấp thấp và mức âm lượng cấp cao thông qua việc xử lý nén mở rộng. Mục đích của MV2 đó chính là khiến âm thanh có bước âm lượng cấp thấp và mức âm lượng cấp cao trở lên đồng đều hơn. Bạn có thể thấy rằng là sau khi chúng ta sử dụng EQ vài điểm, giọng của chúng ta đã sạch hơn nhưng thiếu phần nội lực. Vì thế là bạn cần phải điều chỉnh lại các cái phần khi chúng ta giảm tại vị trí số 1 hoặc là vị trí số 2. Mục đích của MV2 đó chính là khiến âm thanh có bước âm lượng cấp thấp và mức âm lượng cấp cao trở lên đồng đều hơn. Rồi bây giờ vấn đề đó chính là giọng đọc của chúng ta không được rõ ràng, không được sáng. Bởi vậy là chúng ta sẽ tăng trong khoảng từ 1k đến 3k Hz. Khi bạn dò, bạn cảm thấy phần tần số nào cho âm thanh của bạn nghe rõ ràng nhất, sạch nhất và hiện diện nhất, bạn hãy chọn khu vực đó. Mục đích của MV2 đó chính là khiến âm thanh có bước âm lượng cấp thấp và mức âm lượng cấp cao trở lên đồng đều hơn. Khi bạn thu âm giọng đọc, thỉnh thoảng sẽ có một vài cái tần số nó bị chói tai, hoặc là một số các cái chữ của chúng ta nghe nó hơi bị gắt, hoặc là khi chúng ta phát âm chữ S, chữ S thì nó hơi bị chói. Chính vì thế là chúng ta sẽ sử dụng cái điểm S này để chúng ta dò những cái điểm đó. Thường thường những điểm khó chịu đó thì rơi trong khoảng từ 4k đến 10k Hz. MV2 là một công cụ xử lý động lực học nhằm kiểm soát mức âm lượng cấp thấp và mức âm lượng cấp cao. Lúc này giọng đọc của ta có vẻ thiếu sáng, bạn sẽ sử dụng điểm H và bạn sẽ kéo phần cao này lên. Thường thường phần kéo này sẽ rơi trong khoảng từ 6k Hz đổ lên, thì nó sẽ khiến cho giọng của mình nghe sáng hơn, sạch hơn và xin chào các bạn, hơn. Chào mừng các bạn về video của Epic Eye Entertainment. Và ở trong video này, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái plugin, đó chính là MV2 của hãng Wave Plugin. MV2 là một công cụ xử lý động lực học nhằm kiểm soát mức âm lượng cấp thấp và mức âm lượng cấp cao thông qua việc xử lý nén mở rộng. Mục đích của MV2 đó chính là khiến âm thanh có bước âm lượng cấp thấp và mức âm lượng cấp cao trở lên đồng đều hơn. Nói cách khác, nhờ việc đặt ngưỡng thông qua hai cần gạt mức âm cao và thấp giúp âm thanh được nén và mở rộng. Để giọng đọc của mình trở nên mềm hơn và đỡ cứng nhắc hơn, mình sẽ sử dụng thêm một cái bộ xử lý khác, đó chính là thêm một cái reverb. Ở đây mình sẽ chọn là Studio Reverb. Có rất nhiều các preset mà bạn có thể lựa chọn, nhưng ở đây mình sẽ chọn preset đó chính là Mastering Reverb, bởi vì tính chất reverb của nó khá là nhẹ. Mục Output Level sẽ có Dry và Wet. Dry chính là mức âm lượng của âm thanh gốc của chúng ta, còn Wet chính là mức âm lượng của âm thanh reverb chúng ta thêm vào. Khi chúng ta thêm nhiều reverb vào thì chúng ta tăng Wet lên là xong. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn với video của Epic Eye Entertainment. Và ở trong video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái plugin, đó chính là MV2 của hãng Wave Plugin. Tuy nhiên lượng reverb nó khá là đanh và nó không được ấm. Mình muốn âm thanh trở lên ấm hơn thì mình sẽ chỉnh hai cái mục, đó chính là High Frequency Cut và Low Frequency Cut, tức là loại bỏ phần high và loại bỏ phần low. Mình sẽ cân đối tỷ lệ làm sao cho phù hợp. Entertainment và ở trong video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái plugin, đó chính là MV2 của hãng Wave Plugin. MV2 là một công cụ xử lý động lực học nhằm kiểm soát mức âm lượng cấp thấp và mức âm lượng cấp cao thông qua việc xử lý nén mở rộng. Sau khi mình căn được lượng frequency rồi, bây giờ mình sẽ giảm phần wet xuống để cho phần reverb của mình nó chỉ thoang thoảng thôi và nó nhẹ nhàng thôi, thì âm thanh sẽ rất là tự nhiên. Mục đích của MV2 đó chính là khiến âm thanh có bước âm lượng cấp thấp và mức âm lượng cấp cao trở lên đồng đều hơn. Nói cách khác, nhờ việc đặt ngưỡng thông qua hai cần gạt mức âm cao. Thông thường khi chúng ta edit video dành cho podcast hoặc là audio podcast thì chúng ta thường chèn nhạc nền vào. Và khi chúng ta chèn nhạc nền vào, ngay cả khi chúng ta giảm mức âm lượng đi thì nhạc nền đôi khi nó vẫn vô cùng rõ ràng và nó gây ra sự khó chịu. Bởi vậy là mình sẽ sử dụng cách sau để mình làm cho nhạc nền của mình nghe dễ chịu hơn. Đầu tiên, bạn hãy giảm âm lượng nhạc nền của bạn dưới khoảng -20 dB. Sau đó bạn sử dụng công cụ Parametric EQ trên nhạc nền của bạn với thông số như sau. Giảm các tần số phần cao xuống khoảng tầm 1kHz như thế này. Sau đó bạn cũng giảm thêm một điểm nữa tại vị trí 100Hz. Thông qua việc xử lý nén mở rộng. Mục đích của MV2 đó chính là khiến âm thanh có bước âm lượng cấp thấp và mức âm lượng cấp cao trở lên đồng đều hơn. Nói cách khác, nhờ việc đặt ngưỡng thông qua hai cần gạt mức âm cao và thấp giúp âm thanh được nén và mở rộng. Đối với âm thanh cấp thấp có mức âm lượng nhỏ hơn, MV2 sẽ khiến âm thanh đó lớn hơn.
Bạn có thể thấy rằng là nhạc nền của mình nghe trở nên mềm hơn, dịu hơn và không nổi bật. Và để làm nó trở nên mờ nhạt hơn nữa thì chúng ta sẽ sử dụng công cụ Studio Reverb. Ở trong Studio Reverb này bạn hãy chọn cái preset đó chính là Mastering Reverb. FV2 là một công cụ xử lý động lực học nhằm kiểm soát mức âm lượng cấp thấp và mức âm lượng cấp cao thông qua... Lúc này công việc cuối cùng của bạn đó chính là căn lại âm lượng của âm thanh nền là ok. Âm lượng cấp thấp và mức âm lượng cấp cao trở nên đồng đều hơn. Nói cách khác, nhờ việc đặt ngưỡng thông qua hai cần gạt mức âm cao và thấp giúp âm... Và đó là tất cả các vấn đề liên quan đến việc thu âm giọng đọc podcast, từ việc là thu âm đến việc chúng ta edit hay âm thanh làm sao cho nó phù hợp cũng như âm thanh nền. Xin cảm ơn các bạn, hẹn các bạn ở clip sau. Nhớ like và subscribe kênh channel của mình để xem nhiều clip nữa nhé. Xin cảm ơn các bạn.